Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 27 tháng 7 năm 2020, thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ. Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, nhiều mây, có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Thành phố Đà Nẵng, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, có mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Thành phố New York, Mỹ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thủ đô London, Vương quốc Anh, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ.